Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay vẫn còn bệnh nha các bạn. Bệnh đã hơn 10 ngày rồi đó mà vẫn còn bệnh nữa các bạn. Bệnh thì bệnh, đi mần thì đi mần, đi kiếm cháo thì đi kiếm cháo, kiếm cơm thì vẫn đi kiếm cơm các bạn ơi. Đây, em mời quý vị khán giả miếng cà phê nha. Nói vậy thôi chứ em đây ở đây đang đợi chuyến bay của anh Hàn Quốc. Anh Hàn Quốc anh đáp. Anh Hàn Quốc bay từ Florida qua đó các bạn, anh đáp thì anh em lên đây đón ảnh. Đón anh bạn Hàn Quốc. Ừ, đón gì đó. Ai hiểu được cái gì thì cứ hiểu. Khổ quá các bạn thông cảm nha. Cái bệnh là cái mình tự chuốc lấy. Tại vì mình biết mình sẽ sắp bệnh mà mình không chịu ngừa thì là mình sẽ bệnh thôi, đúng không? Mình tự chuốc lấy. Nói thôi chứ nói cho vui thôi chứ cái gì cũng vậy. Khi mình làm chuyện tốt á, không ai nhìn thấy các bạn. Còn tới khi mình làm sai có một chuyện á, cái người ta nhìn á, đó, 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 đó. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ các bạn biết không? Họ ghép hình, họ ghép mặt, họ ghép lời nói, chuyên nghiệp lắm. Cho nên những cái gì cũng vậy, khi mà để phạt, để mà xử lý cho một người có tội đó, thì chỉ có tòa án ra tòa mới có quyền quyết định phán cho người đó có tội hay không có tội, chứ cộng đồng mạng không có quyền. Tại vì trên mạng có nhiều thứ bây giờ nó rất là giả, nó giả đến nỗi mà tại vì cái công nghệ AI bây giờ đó, nó phải nói là nó cao siêu quá. Có nhiều người người ta người mình nói chung là người Việt Nam mình, những người khán giả mà coi, những người mình hay coi YouTube đó, cái công nghệ AI đó nhiều khi họ không có nhận ra, họ tưởng nó là thật không à các bạn. Cái công nghệ đó bây giờ nó rất là cao. Thậm chí có những người mà hiểu biết luôn nữa còn bị gạt. Bây giờ cái công nghệ AI nó ghép cái hình của mình rồi nó nói chuyện, có cái giọng của mình, nó nói chuyện trực tiếp bên kia để mượn tiền luôn các bạn. Nó kinh khủng đến nỗi như vậy đó. Cho nên khi mà mình gặp vào những cái tình trạng đó thì mình phải cẩn thận. Mình phải, khi mà mình nói chuyện qua những cái màn mạng lưới đó, mình phải cẩn thận nha. Để họ có thể dùng người quen của mình, người thân giả mạo để mà nói chuyện với mình. Cho nên cái cách tốt nhất khi mà ai gọi bằng Facebook hay là bất cứ cái mạng xã hội nào mà gọi tới mình, mình nên cẩn thận. Và mình phải dùng cái điện thoại số thường của mình, mình gọi qua số thường của cái người mà gọi điện thoại mình á, gọi tới mình hỏi coi có phải là chắc chắn là như vậy hay không. Giờ mình mới ấy. Chứ bây giờ dùng Facebook gọi với mình, Facebook bây giờ nó hack được, nó giả được, đủ thứ hết. Cho nên mình không bao giờ mình biết được cái kỹ thuật, bây giờ mình biết thật thật giả giả nó như thế nào. Cho nên á, mình phải cần thiết là mình phải gọi thẳng cái số điện thoại mà cái người mình quen biết, cái người mượn tiền chẳng hạn, gọi thẳng vào. Họ không bắt phone thì mình kiên nhẫn mình chờ, gọi lại nữa. Hoặc là nhắn tin cho họ, nhắn tin bằng số điện thoại đàng hoàng nha, chứ đừng có nhắn qua Facebook. Nhắn qua Facebook cái thằng hacker kia đó, cái kẻ gian đó đó, nó thấy. Tại vì nó hack rồi mà, nó thấy. Thì phải cẩn thận những cái chuyện đó. Những cái chuyện lùm xùm trên mạng á, thì bây giờ nó rất là nhiều chuyện, rất là nhiều cái thành phần và nhiều cái sự giả dối đã biểu hiện lên trên mạng. Thì các bạn cũng biết, gần đây nhất thì bé Phương Mỹ Chi. Phương Mỹ Chi năm xưa em coi bé, hình như lúc đó bé có chừng chắc mười mấy tuổi, 13, 14 tuổi thì gì đó, không nhớ rõ. Đi thi cái gì đó của con nhí nhí hay gì đó, rồi xong được quan lê chấm, rồi quan lê nhận làm con nuôi. Thì gần đây nhất là Phương Mỹ Chi chắc bây giờ chắc cũng đâu cỡ 19 tuổi rồi quá, em cũng không biết rõ, chắc có thể là có khả năng rất cao là cỡ 19 tuổi rồi. Chà, giờ này mà ai tới làm phiền nhà mình đây, mới sáng sớm thôi mà. Nói coi coi công nghệ nào đây. Thì các bạn cũng biết rồi, cái gì nó cũng ấy được hết, kinh khủng lắm. Để em coi coi ai đã tới nhà.
không ạ? Các bạn thông cảm nha các bạn, bây giờ mấy công nghệ mình là cái gì đó, nó báo dữ lắm, cho nên mình phải coi kỹ. Rồi, hồi nãy như ấy rồi mà ta, cái gì mà nó báo liền thì mình phải khẩn trương, mình phải xem coi nó như thế nào, các bạn hiểu không? À ok hiểu rồi. Thì cái chuyện gì nó cũng vậy, mình phải tất cả mình đều phải xem cho kỹ. Cho nên bé Phương Mỹ Chi này đây, gần đây nhất là đã bị dính vào cái vụ scandal lộ những cái đoạn hình ảnh video gì đó. Thì bé Phương Mỹ Chi cũng đang nhờ một cái nhóm cũng như luật sư và cũng như một cái nhóm ekip bên đó để mà trừ diệt đi cái tin đồn này. Thì Phương Mỹ Chi có lên tiếng nói như thế này, tại vì mà khi mà mình làm những cái chuyện gì đó mà mình hại, thường thường những người mà nổi tiếng các bạn hiểu không, là thường thường hay bị những con mồi nó săn, nhiều khi không có cái nó ngồi đó nó suy nghĩ gì nè, à suy nghĩ ra cái chuyện này để bịa. Thì các bạn cũng thấy trong cái vụ của chị Phi Nhung, nó bịa đến nỗi mà kinh khủng luôn, bịa tàn canh luôn đó, rồi ngồi đó nó bịa để mà nó kiếm những cái view, để mà nó build cái kênh YouTube, rồi không cần là build để kiếm tiền nữa, rồi sau đó đổi tên, xóa hết những cái đoạn video đó, đổi tên, đổi qua tên kênh khác, đâu có ai biết nữa, đúng không các bạn? Tức là những cái thủ đoạn đó là những thủ đoạn của những người chuyên nghiệp, chuyên môn dựng chuyện để mà dẫn dắt thiên hạ, rồi sau đó mà ẩn danh mài tánh, không ai biết tới mình nữa, đổi tên khác, không ai biết, tại vì họ đâu có đưa mặt thật đâu biết. Có những kênh nó đang làm những cái trò chuyện chuyện trò đó, và cũng có những người lợi dụng những cái chuyện khác để mà được đưa cái tên tuổi mình lên, để mình bán hàng online, để mình này này nọ, tới khi mình đạt được mục tiêu rồi là bắt đầu tàn xong. Thấy không? Thì bây giờ Phương Mỹ Chi đã dính vào một cái chuyện lùm xùm đó, thì em muốn chia sẻ cho các bạn, cũng tội nghiệp con bé. Con bé nó dễ thương, chắc năm nay cũng có các 19 20 tuổi rồi đấy, em cũng không có như có biết rõ. Hồi xưa thì còn con nít lắm, bây giờ là thiếu nữ rồi các bạn, à, phụ nữ rồi chứ thiếu nữ gì nữa, tại vì trên 18 tuổi là mình là người lớn rồi, đúng không? 18 tuổi là người lớn rồi. Thì Phương Mỹ Chi có chia sẻ bài như thế này em xin chia sẻ lại cho các bạn nha, mà thông cảm cho con bé. Thương gỡ quý khán giả, cái giọng của em mà chưa vẫn còn bệnh, các bạn thông cảm nha, nó hơi khàn khàn, nghe cái giọng nó giống như con gà gà cồ vậy đó, gà cồ cứ vậy đó, các bạn thấy không? Này đây em chia sẻ cho các bạn nha. 5 ngày kể từ khi thông tin thất thiệt vô căn cứ nhằm bôi nhọ danh dự xảy đến với Phương Mỹ Chi thật đáng buồn vì đã làm khán giả của Chi lo lắng. Chi muốn gửi lời xin lỗi đến quý khán giả đã vì Chi mà lo lắng thời gian qua. Có những cái chuyện tin đồn thật là thất thiệt, mà không có, đã nói là tin đồn thì làm sao là thật? Khi nào người ta nói là tin thật, còn mình coi tin tức mình còn tức, mà nói chi là tin đồn, đúng không các bạn? Biết rõ bản thân đang bị vu khống, Phương Mỹ Chi đã cùng quản lý của mình, anh Phan Anh, cũng như tập thể công ty VMAS đã khẩn trương tìm kiếm tất cả phương án để giải quyết sớm nhất có thể. Trong đó phía công ty cũng đã nhờ đến các chuyên gia công nghệ. Có nhiều cái chuyên gia công nghệ bây giờ họ rất là hay. Như vậy không chừng là mấy người đó là đưa từ chuyên gia công nghệ mà đưa ra đó các bạn. Ngồi đây các bạn biết không? Máy bay bay đáp hoài à. Nhìn đã mắt lắm. Delta. Từ góc nhìn của chuyên gia công nghệ, nhận định rằng đây là clip được can thiệp bằng công nghệ deepfake, và không chỉ riêng Chi mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự. Phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này, tức là người ta dùng bằng cái công nghệ deepfake hả? Deepfake, để em coi thử cái deepfake là cái gì nha. Cái này nhiều khi mình phải xem mình tìm hiểu thêm á các bạn.
Thấy không? Công nghệ deepfake hả? What is deepfake ha? Bây giờ mình coi thằng Google nó trả lời như thế nào về cái công nghệ này. Video version deepfake and nobody has been digital. Đó. Cái công nghệ này, cái deepfake này đó là một cái công nghệ để mà dùng cái hình ảnh của người khác mà alter, tức là mình cắt bỏ, mình chỉnh sửa lại. Thì cái công nghệ này đây đó là có thể nói rằng là một cái bất hợp pháp, là deepfake đó các bạn. Đó. Còn cái công nghệ này, ý nghĩa của nó đó là một video, tức là một nói về một cái đoạn video. Cái đoạn kêu hợp những hình video mà được cắt ghép bằng cái khuôn mặt và cái thân thể của mình để appear to be someone else. Đó. Typically use mouth or to express false information. Thường thường là những cái này là họ đưa ra để đưa những cái tin sai sự thật. Đó, thì là tiếng Mỹ nó có. Thì những cái này đây đó, nó là bất hợp pháp. Khi mà mình làm cái này thì mình muốn có hợp pháp á, thì phải cần có một sự đồng ý của cái người trong cuộc mới là hợp pháp. Còn không có được sự đồng ý của người trong cuộc là thành bất hợp pháp. Copyright content, the creation of deepfake without permission may potentially be considered copyright infringement. Đó, cái này mình có thể báo YouTube nếu như mà không có những cái phần đó là cái copyright infringement, tức là ấy đó các bạn. Thì thông thường những người mà cyber scam á, cyber crime là những người mà tội phạm trên mạng đó, họ dùng những cái này để họ làm những cái false claim, tức là họ làm những cái nói chung là lừa đảo, lừa gạt. Cái công nghệ này là công nghệ lừa gạt nha các bạn. Thì cái công nghệ này nó làm sao nó work, tức là nó lấy bằng cái hình ảnh của mình, nó bỏ tóc giả, tóc thật, tóc này tóc nọ vô được hết. Họ y hệt như là thật luôn. Cái công nghệ này hay. Và cái công nghệ này mình khi mình có thể mình bị ở tù hay không, thì cái này là luật bên Mỹ nha các bạn. Luật bên Việt Nam thì mình không biết. Luật bên Mỹ nói như thế này: influence an election carry a punishment of 90 days. Tức là mình có thể bị bắt ở trong tù có thể tới 90 ngày hoặc là 1.000 đồng tiền phạt. Đó. Nếu như mà mình làm cái công nghệ mà về cái những cái mà tình dục, công nghệ mình làm những ghép những tình dục vô đó các bạn, thì mình sẽ bị ở tù cho tới 3 năm hoặc là 5.000 tiền phạt. Đó là ở Mỹ nha các bạn. Còn ở Việt Nam thì không biết như thế nào. Cho nên trở lại cái chuyện của Phương Mỹ Chi. Thì nếu như mà những người nào mà dùng cái công nghệ này đây mà được điều tra ra được người nào đó đăng những cái hình ảnh đó lên, thì bên Mỹ, tại vì cái những cái hình ảnh của Phương Mỹ Chi là liên quan tới những cái tình dục đúng không? Thì là bên Mỹ này đây sẽ bị ở tù tối đa tới 3 năm hoặc là 5.000 tiền phạt. Như 5.000 tiền phạt thì nó quá nhẹ, chắc ở tù 3 năm đó các bạn. 3 năm thì nó sẽ ok hơn. Còn mà ở tù phạt có 5.000 thì nó ít quá. Đúng không? Thì bây giờ mình tiếp tục cái câu chuyện của Phương Mỹ Chi nha. Tuy nhiên, chi mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp này, lừa đảo hiện nay sử dụng công nghệ này. Tuy nhiên, ý kiến của chuyên gia chỉ mang ý nghĩa tham khảo, do đó chi chưa thể thông báo đến các bạn sớm hơn được. Song song với đó, Phương Mỹ Chi và ekip đã nỗ lực tìm kiếm và tập hợp chứng cứ để gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công an và đã được tiếp nhận. Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định Phương Mỹ Chi không phải nhân vật xuất hiện trong video và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ. Thời gian điều tra có thể kéo dài cho đến khi có kết quả chính thức đối với cô gái 20 tuổi. Như vậy là Phương Mỹ Chi đã 20 tuổi rồi các bạn. Khi bị tổn hại danh dự, nhân phẩm, Chi đã xem đây là một hành trình dài, không chỉ lấy lại danh dự cho bản thân, cho sự cống hiến nghệ thuật gần 10 năm qua,
mà còn là hành trình theo đuổi đến cùng để sát cánh cùng nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bạo lực trên mạng xã hội sau này có thêm sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Gửi đến những kẻ núp sau màn hình, các bạn sẽ mãi mãi không hiểu được nỗi uất giận của những nạn nhân bị chà đạp danh dự, nhưng các bạn sẽ hiểu được hậu quả của hành động mà mình đang làm là như thế nào. Chưa bao giờ Tri Cảnh thấy mình cần có trách nhiệm đối với bản thân nói riêng và đối với những nạn nhân của nạn vu khống, bạo hành trên mạng xã hội nói chung đến vậy. Lời kết lại, Phương Mỹ Tri xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những khán giả đã luôn động viên Tri suốt thời gian qua. Sự tin yêu từ quý khán giả sẽ là động lực giúp Tri quyết liệt và giữ vững tinh thần đến cuối cùng. Đó, bạn thấy không? Kinh khủng. Cái gì cũng vậy. Bây giờ cái công nghệ bây giờ nó ghép, nó cắt, nó ghép, nó cắt, nó ghép. Công nghệ deepfake, nhờ đọc cái bài này đây em mới biết thêm cái công nghệ deepfake. Nhưng mà cái deepfake này đây là bất hợp pháp, cho nên ai mà dùng tới những cái này đây thì chắc chắn là sẽ bị tù tội. Nhưng mà thường thường những người mà dùng những cái này đó là cái công nghệ deepfake là mình nói chung là mình kép ghép cái video thôi. Còn họ dùng cái software nào đó thì mình chưa có biết hẳn. Thì cái công nghệ này đây thường thường dùng là cho những người mà chuyên gia về lừa đảo, để mà làm false information, tức là những thông tin mà không có đúng sự thật, để mà đi hại những người khác đó các bạn. Cái này đây là tù tội tới 3 năm. Đó, kinh khủng chưa? Thì cái câu chuyện của Phương Mỹ Tri, thực sự ra em chưa có coi được cái đoạn video đó, cái video mà bôi nhọ Phương Mỹ Tri, nhưng mà em có thấy trên Facebook lan tràn. Lan tràn tức là gì? Họ lan tràn về những cái bình luận và những cái bài đăng thôi, chứ không có hình ảnh đó. Khi mà cái họ chơi chiêu như thế này, ai muốn coi cái hình ảnh đó, bấm vào cái link. Khi mà các bạn bấm vào những cái link đó thì cứ những người nó câu cái này là cho những khán giả người ta tò mò coi trong video đó coi làm cái gì, thì mình biết là video bậy bạ rồi. Chỉ cho khán giả tò mò bấm vào. Khi mà mình bấm vào trong đó thì bấm vào cái link của Shopee hay là cái gì đó, thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của mình, thì cái tài khoản mình sẽ bị hack. Các bạn thấy chưa? Đây là một những cái chiêu trò mà vừa lừa đảo người ta mà vừa lừa đảo hack được những cái account khác nữa. Cái này rất là kinh khủng. Cái này là làm cho lợi cho những người mà tin tặc đó các bạn, cyber attack tin tặc đó. Thì cái công nghệ bây giờ mình sơ ý một chút là mình bị mất tài khoản mình ngay. Cho nên đó là lý do tại sao mà rất là nhiều người dùng Facebook, dùng YouTube đồ là mình bị hack là như vậy. Tại vì mình tò mò, mình bấm vào những cái đường link. Thường thường những cái chương trình nào mà hấp dẫn thì họ hay để cái đường link bấm vào đây để xem. Đó, khi mình bấm vào mình để xem thì chắc chắn là hướng dẫn mình qua những cái chuyện khác thôi. Là lúc đó mình không bị mất tài khoản liền đâu, nhưng mà tương lai ngắn hay dài thôi, sớm hay muộn thôi, thì sẽ mất cái tài khoản đó của mình. Em uống miếng nước nha. Cho nên bất cứ chuyện gì cũng vậy, mình phải cẩn thận khi mà mình dùng qua mạng. Bây giờ mình dùng mạng xã hội của mình á, mình chỉ mình bình thường thôi, mình coi theo dõi về bạn bè của mình ra sao, giờ mình coi thời sự như thế nào, chứ đừng có mà tò mò và bấm những cái đường link hay là những cái này cái nọ là mình chắc chắc đó các bạn, bảo đảm luôn là dính cháu. Ai cũng vậy, cũng muốn tò mò mà. Thì những cái đó là cái người gọi là fish bait, tức là cái mồi câu cá. Mồi câu cá đó ở Mỹ này đây họ cấm. Mình làm những cái chuyện gì bất hợp pháp là mình phải có trả một cái giá rất là to sau khi cái cuộc đó. Thì có một số người, người ta không có rành về công nghệ, thì người ta nhìn cái hình ảnh này đây, thí dụ thấy bé Phương Mỹ Tri với là cái gì đó đi, trong cái đoạn video đó, chết cha rồi, Phương Mỹ Tri nó vậy như vậy, lại mất đi cái hình ảnh xấu của người ta, mất đi cái hình ảnh tốt của người ta. Mình tối ngày mình cứ nghĩ xấu không à, đúng không? Cho nên những người tin tặc đó đó, ngoài những làm những cái chuyện mà đó, thì tại sao họ làm những cái chuyện đó? Thì tại vì họ muốn rằng là câu
cá, dính bẫy, bết những cái con mồi mà không có biết về cái công nghệ như thế nào, thì họ vào đó họ câu như thế nào, thì họ sẽ bấm vào những cái đường link này nọ để mà là lúc đó mình sẽ mất đi những cái tài khoản của mình thôi. Đó là những cái công nghệ họ làm ra, mục đích chính của họ là câu những cái tài khoản đó. Và câu những cái tài khoản đó để được làm cái gì? Đi gạt tiền. Một cái tài khoản họ có thể gạt được những người thân của họ, gạt được cho dù bây giờ trung bình là gạt được 10 triệu. Một ngày 10 cái tài khoản là 100 triệu. Ngồi ở không gạt 100 triệu một ngày. Ai làm được 100 triệu? Công nhân bình thường, nhân viên bình thường làm sao làm được 100 triệu một ngày? Nếu như họ không có cái lợi ích gì trong đó thì làm sao, tại sao họ phải bỏ công, họ phải suy nghĩ, họ phải làm này làm nọ để mà kiếm tiền các bạn? Cho nên các bạn cũng thấy đó, là họ phải làm như vậy để làm gì? Vì đồng tiền, vì cái sự build cái kênh của mình hay này nọ. Nhưng mà những cái này để tương lai YouTube nó sẽ dẹp hết. Chỉ cần nhiều người báo cáo về cái kênh đó thì chắc chắn kênh đó sẽ bị bay màu. Một khi mà mình làm YouTube mình bị bay màu rồi, mình muốn luôn dùng cái tên của mình làm lại một cái khác thì rất là khó. Thì rất là khó khăn các bạn. Chứ không có đơn giản đâu. Thì cuộc sống bây giờ dàn thao lẫn lộn. Mình không có biết được cái người nào là cái người thiệt tình. Cái thế giới bây giờ là thế giới, phải nói là thế giới ảo. Có những người, người ta nhìn những cái hình ở trên mạng, chụp hình ảo, khỏi cần đi diện sắc đẹp, chụp hình ảo bập 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 bập. Xong rồi họ thấy, coi trên hình, chà, coi vậy nè. Em này đẹp ghê á nha, trời ơi cái da trắng trẻo, trời ơi đẹp quá trời đẹp. Tại sao? Dùng app để mà chụp, không cần phải đi phẩm thẩm mỹ viện, không cần phải tốn cắt bạc nào, download cái app xuống chụp đăng lên. Mà trong khi đó cái da mình nhăn nhui chù chèo mập ú á gì đó, cái mình chỉnh thành ốm. Cái công nghệ bây giờ nó giết người ghê lắm, nó làm cho người ta kinh khủng sợ luôn. Mà lỡ như sau này mà cái người ta đẹp thật, cái người ta chụp, người ta đưa lên trên mạng, cái ra cái người khác người ta nói ôi trời ơi con nhỏ này chụp app nè, làm tổn thương người ta nữa. Công nghệ bây giờ nó ảo ảo, nó thật thật ghê lắm. Các bạn thấy không? Bây giờ nó đi quay video, nó quay toàn là công nghệ không à. Nó đâu quay video cái những cái bình thường đâu các bạn. Quay công nghệ làm gì? Để cho mình trắng trẻo lên, cái da mình mịn lên. Rồi mình đi quảng cáo này, quảng cáo nọ, quảng cáo thuốc, quảng cáo này, quảng cáo nọ. Nhưng mà thực sự cái ngoài đời của mình, cái da mình nó xấu quắc à. Mình dùng bằng app cái da mình nó mới đẹp như vậy. Để mình quảng cáo sức kem này nọ để mình bán. Đó là lừa đảo. Bây giờ nó lừa đảo kinh khủng lắm. Lừa đảo qua. Nhưng mà họ lừa ai đi nữa, họ cũng không có lừa được chính họ. Họ chính họ là biết rõ ràng nhất là mình là con người lừa đảo. Mình xạo để mình thu kiếm cái thu nhập đó. Mà tại sao mình, nếu như mình có cái tài để mà mình suy nghĩ những cái cách để mà lừa đảo đó, tại sao mình không dùng cái tài đó để mình kiếm những đồng tiền chân chính? Các bạn đồng ý không? Lại đi tìm những cái đồng tiền lừa đảo đó. Thay vì mình có cái giống, chẳng hạn như các bạn còn nhớ Nhậm Hoàng Khang không, trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng không? Một người thiên tài như vậy, không chịu đi giúp sức cho quốc gia, không chịu làm sáng tạo cái gì đó cho mình thành công hơn nữa, mà lại đi hack vào tài khoản của người khác. Rồi mình làm một cái tin tặc, rồi mình bị một, mình mang danh là hacker, rồi mình bị ở tù. Tại sao? Thay vì mình hack người khác như vậy, mình không chế ra những cái gì đó, cái công nghệ nào đó để cho mọi người hưởng, tận dụng cái công nghệ đó. Bây giờ các bạn giỏi đó, các bạn chỉ cần chế ra được một cái công nghệ thôi, mà người nào chỉ cần 1 triệu người dùng cái công nghệ đó của bạn, bạn sẽ thành công. Chứ đừng có mình thấy mình tự nhiên mình giỏi, cái mình không làm những cái chuyện đó, mình đi chế rồi mình đi hát cái người này, đi hát người nọ để kiếm tiền, làm gì làm chi vậy? Tại sao mình không dùng cái tài trí đó của mình mà mình làm những cái chuyện hợp pháp, mình làm những cái chuyện mà hay hơn? Cách đây mấy chục năm về trước, các bạn thấy không, ông Bill Gates lúc đó ông làm cho hãng IBM,
Cái xong rồi ổng mới ra ngoài, ổng thấy cái hình thức như ai của công ty IBM gì nè, cái hình thức ổng ra ngoài, ổng chế ra cái Microsoft thành công và đứng đầu vào danh sách, đứng đầu luôn các bạn. Chà, chiếc máy bay này bự quá, em quay cái chiếc này cho nha. Wow, bự quá, bự quá, bự quá. Wow, các bạn biết không? Cái chiếc máy bay này quá bự luôn. Dạ, chiếc hãng của Eva mới vừa đáp. Eva đáp bữa sáng đó các bạn. Đó, đang nói chuyện như vậy các bạn thấy hốt dở không? Các bạn chạy ra chụp hình liền. Cái gì cũng vậy, mình thấy cái gì mà mình thích 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 á, nhào ra chụp liền. Đó. Cho nên nó hay là hay chỗ đó. Cho nên khi mà mình đã có tài thì mình hãy nên dùng cái tài đức của mình để mình tìm những cái gì đó mình làm giúp ích cho xã hội, chứ đừng có hại cho xã hội. Mình có cái tài cắt ghép cái này, cắt ghép cái nọ thì mình đi làm những cái video, làm những cái content, cái chủ đề mà làm cho người ta có giúp ích, để cho người ta, cái xã hội nó sáng hơn, chứ đừng làm cho cái xã hội nó càng ngày nó càng tệ hơn qua cái mạng xã hội mình. Có nhiều người bịa chuyện hay lắm, họ suy nghĩ ảo tưởng hay lắm. Thay vì mình dùng suy nghĩ ảo tưởng đó, mình viết ra những cái câu chuyện nào đó, làm dành cái khoa học giả tưởng chẳng hạn, để mình làm bằng cốt truyện, mình ghi, mình đọc cho khán giả đọc. Nhiều còn hay hơn là mình đi bịa chuyện, mình đưa lên trên mạng, mình dẫn dắt cộng đồng mạng sai sự thật. Và cái sai sự thật nó lại ảnh hưởng tới những người đó như thế nào. Kinh khủng lắm, các bạn hiểu không? Ai cũng vậy, cũng có cái sự sống của mình, nhưng mà mình phải dùng cái tài đức của mình để mình tạo đức khác. Chứ mình đừng có dùng cái công nghệ, cái tài đức đó của mình, cái mình đi đi làm hại người khác. Cho đó là tổn thất lắm. Kết quả của sau những cái cuộc hại đó là gì? Ở tù. Khi mình ở tù ra rồi, đợi vài năm ra, thử nghĩ cái tương lai của mình như thế nào. Khi mình đi kiếm việc, người ta nhìn vào cái lý lịch của mình. Ồ, thằng này nó có ở tù qua nè, thôi không mướn nó, nó gian xảo, nó bị bắt về cái tội mà lừa đảo. Giờ mình mướn nó, sau này nó lừa mình nữa làm sao? Tuy rằng mình á, là cho mình là muốn làm lại từ đầu, nhưng mà cái người chủ đó họ coi cái lý lịch của mình, họ có tin mình là mình làm lại từ đầu hay không. Người ta có cái câu như thế này: tánh nào tật nấy. Cho nên khi mà mình đã lừa đảo rồi, mình cho dù làm lại từ đầu đi nữa thì cái đầu cái mình thấy như vậy, cái xong rồi mình sao, mình ấy nhỉ, thói quen mà. Người ta có câu này nữa nè: ngựa quen đường cũ. Ngựa thì nó quen con đường cũ, bịt mắt nó vẫn chạy được. Ngựa quen đường cũ mà các bạn. Chờ tánh nào tật nấy. Có nhiều câu rất là hay khi ông bà của chúng ta, tổ tiên chúng ta để lại, rất là hay. Cho nên những người nào mà có những cái tài đức đó thì mình hãy tạo ra cái công nghệ nào đó để giúp ích cho cái xã hội này đây. Các bạn nhớ cách đây vài năm, có một người ở bên Việt Nam tạo ra một cái game, cái app. Cái game đó, ai cũng thích chơi hết. Cái game giống như tự tự, giống như Super Mario vậy đó các bạn. Nấm đó. Thì cái game đó, cái người đó bên Việt Nam, như ở ngoài Bắc hay gì, chế cái ra đó, thì một ngày thu được mấy chục ngàn đô. Một ngày thu được mấy chục ngàn đô. Đó, mình dùng, mình đó đang có tài như vậy đó. Sao mình không sáng chế ra, sáng kiến ra những cái đó để mà mình giúp ích cho xã hội và kiếm tiền cho mình. Còn hơn là mình đi gạt hát cái account người này, gạt người này, gạt người nọ để kiếm tiền. Cho nên suốt đời của chúng ta chỉ là biết đi gạt thôi, chứ làm cái chuyện đàng hoàng làm sao biết. Cho đến khi mà mình đi ra đường đi, mình cũng nghĩ người ta muốn gạt mình. Cái đó là chết nha, cái đó là ảo tưởng. Mà tại vì mình gạt người ta rồi, cái người ta trung thành, cái người ta thật tình với mình, người ta thiệt tình với mình, cái mình nghĩ người đó là gạt với mình. Chết chắc luôn. Cái tư tưởng gạt người ta đó đã ấn tượng vào trong não rồi. Cho nên người nào mà giúp mình cái nó, ồ thằng này nó xạo nè, nó muốn kiếm chuyện gì nè, nó muốn lại được cái này được nọ nè, cứ đưa vào như vậy đó. Giống như có câu là suy bụng ta, ra bụng người, là như vậy đó các bạn. Cuộc đời mà, không nên làm như vậy. Cho nên tội cho bé Phương Mỹ Chi là như vậy đó. Bị người ta cắt ghép, dùng cái công nghệ tinh vi AI, deepfake để mà ghép lại từ hình, từ tóc, từ này, từ mặt, từ này nọ, và từ giọng nói y hệt như người thiệt. Bây giờ các bạn thấy những cái công nghệ mà người máy chưa, đắp da người nhưng mà bên trong là người máy, đi gì nè,
y hệt như con người luôn. Công nghệ bây giờ nó cao siêu lắm, cho nên mình phải tỉnh thức để mình biết được mình là như thế nào. Em đói bụng rồi, em xin chấm dứt cái video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem cái đoạn video này. Chúc các bạn một ngày thật là bình an, thân tâm an lạc và hạnh phúc nhé. Xin hẹn các bạn vào ngày mai. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share và đặc biệt nhất là bình luận cho em biết nhé. Đăng ký ủng hộ nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Xin hẹn các bạn vào cái video clip kế tiếp. Bye bye.